Thôi Mai, Mai con ghé hỏi bác. Thôi giờ ai nghỉ rồi đó. Vậy Mai, Mai hai vậy hả? Dạ. Gặp mẹ đi đi xích lô ra ngoài chợ cô Giang ngoại vậy. Dạ. Con đi hả? Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay điều đặc biệt là chúng ta sẽ dạo phố Sài Gòn về đêm nha. Thì hành trình chúng ta hôm nay là đi từ góc đường Trần Hưng Đạo và Cống Quỳnh. Hướng này thì mình đi thẳng ra bến Trương Dương nè. Còn chúng ta sẽ đi hướng ngược lại, đi về hướng Cao Bá Nhạ. Rồi chúng ta sẽ đi một vòng Cao Bá Nhạ ra đường Trần Đình Xu, rồi đi đến cái quán chai chị cũ là chúng ta kết thúc hành trình của video ngày hôm nay. Thì do hôm nay trời mát mẻ rảnh rỗi nên em đi một vòng đi tản bộ, rồi sẵn quay cho mọi người xem luôn, rồi biết đâu gửi đến những hình ảnh gì đó kỷ niệm đến các cô chú anh chị khi mà ngày xưa mình còn ở Sài Gòn chiều chiều hay tản bộ. Cái lỗ bò Quang Khải là ngày xưa nó nằm ngay cái nhà cổ cổ này nè. Rồi sau này thì dời qua cái chỗ 62 Hồ Hào Hớn đó. Khúc này là ngã ba Cao Bá Nhạ và Cống Quỳnh nè. Rất là nhiều quán nhậu luôn, đủ loại đủ món hết. Đây chúng ta đang ở đầu đường Cao Bá Nhạ, hướng thẳng ra đây là vòng xoay Cống Quỳnh, Nguyễn Cư Trinh. Chúng ta bắt đầu đi từ đầu đường Cao Bá Nhạ, đi ngang căn nhà số 6 Cao Bá Nhạ của cô, xin lỗi cô là con không biết tên. Thì con đi ngang quay cho cô xem luôn ha, và chúng ta cùng xem lại đó căn nhà. Có lẽ là trời tối chúng ta nhìn không rõ đó, ngay chỗ mấy anh đó ngồi đó. Nhà thì có kiến trúc thời Pháp. Đây, chúng ta đang đi trên đường Cao Bá Nhạ. Cao Bá Nhạ cuối đường thì là cái trường học Cầu Kho, thì bây giờ là trường Trần Hưng Đạo rồi đó. Con đường này về đêm thì cũng yên tĩnh, không gì sôi động, chỉ có đầu đường là có nhiều quán nhậu thôi. Ở trên đường này cũng có nhiều công trình thời Pháp mà. Nhưng mà do ban đêm có lẽ cô chú anh chị mình nhìn không rõ ha. Nhưng mà Sài Gòn về đêm ha, ban ngày đều có cái nét đẹp riêng của nó. Bây giờ là 8 giờ tối. Ở đây là cái bệnh viện quận 1, cơ sở 1. Còn cơ sở 2 thì mới xây ngoài Trần Hưng Đạo nè. Đối diện rạp Hưng Đạo. Trên đường này có cái quán ăn mà món đặc sản là bún đậu mắm tôm. Bún đậu 46 Cao Bá Nhạ. Thì em cũng có review cho cô chú anh chị mình xem rồi đó. Mọi người có thể xem lại ha. Bún đậu Cao Bá Nhạ, 46 Cao Bá Nhạ. Ở đây cũng có mấy căn nhà thời xưa. Con ở xa đó.
muôn độ 46 công ở nhà, nó có 2-3 điểm luôn. Thì cuối đường công ở nhà này có cái tiệm bán sữa tươi. Bán sữa tươi cũng hơn 20 năm mà. Chắc cô chú anh chị biết sữa tươi Trần Đình Xu. Rồi tới Trần Đình Xu thì chúng ta sẽ quẹo trái nha. Ở đây có cửa hàng bán đồ chơi. Đây, cái tiệm bán sữa tươi đó nằm bên tay phải nè, chỗ Đông Đông nè. Hai quán là hai cửa hàng bán rồi. Rồi chúng ta qua đường nha. Vậy thấy đường Trần Đình Xu hướng này là ra Nguyễn Trãi nè. Đó, hướng đó là ra cái dốc mà ngày xưa cô Thủy vất vả đẩy xe ba gác lên dốc. Còn hướng này chúng ta sẽ đi về hướng bến Trương Dương, quán chai chị cũ. Thì sẵn mình đi một vòng ra đó xem cái không khí về đêm như thế nào ở khu này ha. Rồi chúng ta qua đường nha. Khi mà mọi người đến Sài Gòn qua đường nó cẩn thận nha, rất là đông xe. Đó, xe máy không. Đó, người ta có thể chạy bất cứ lúc nào, rất là nguy hiểm. Em đi em thấy nhột. Là tới góc đường quen thuộc đây, ngã tư Trần Hưng Đạo và Trần Đình Xu. Đó, mình nhìn bên đường là trường Hưng Đạo, trường Trần Hưng Đạo. Chúng ta quay tiếp tục đi trên đường Trần Đình Xu nha. Thì trên đường Trần Đình Xu này là có những cái điểm ăn, theo em được biết thì là nhất là chuối nếp nướng Trần Đình Xu. Hôm nào để em review món đó của chú anh chị mình xem nha. Lâu rồi không ăn cái món đó. Chuối nếp nướng Trần Đình Xu nổi tiếng á. Rồi sữa tươi. Không mà sữa tươi chắc thích hợp cho tuổi teen. Còn quán chai không thể thiếu, quán chai cô cũ. Rồi như lúc trước có cái quán nhậu, cái quán hải sản lớn lắm, nhưng mà không biết bây giờ còn hay không, để chúng ta đi đó thử xem sao. Sài Gòn thì ban đêm thì có cái màu sắc riêng ha, ban ngày thì có cái màu sắc riêng. Ví dụ như ban ngày mình thấy có nhiều quán ăn, ban ngày không có nhưng mà ban đêm lại có, và ngược lại. Đó, xe khách đi đi ra hướng đại lộ Võ Văn Kiệt. Chú anh chị mình xem tưởng tượng như là mình đang ở Sài Gòn và mình đi dạo, đi tập thể dục, ngắm phố phường rồi nói chuyện nhau nghe. Sẵn cho bà con cô bác mình ở xa, đó giờ chưa biết đến Sài Gòn thì thông qua video để biết Sài Gòn về đêm như thế nào ha. Còn anh chị ở nước ngoài thì có thể nhớ lại ngày xưa ở cung đường này thì nó như vậy, bây giờ là như vậy. Thì con đường này cũng rất là nhiều sự thay đổi.
không khí Tết. Giờ thấy hoa từ từ rồi đó. Bữa nay là 24 Tết rồi. Tối 24. Nhưng mà do công nhân viên đồ chưa nghỉ. Bên kia là hẻm như là 64 rồi phải. Hẻm nhà anh Sang á. Còn bên đây là hẻm 35. Hẻm nhà anh Hoàng. Đây. Một xe chở mai. Ồ, cây mai lớn quá. Cái mai đó mà nếu bán là chắc phải cỡ 50 triệu. Gần 2.000 đô ha. Tại em có ông anh ông trồng mai nhiều lắm nên phần nào không biết giá. Đây cái chỗ cô bán nước mía giá sỉ nè. Mía cây. Mía cây để bỏ sỉ ở mấy cái quán bán nước mía đó. À, ta không quên nhìn lại nhà thờ cầu kho. À, nhà thờ thì buổi tối tắt đèn nên chúng ta không có thấy được nhiều hình ảnh về nhà thờ. Đường Trần Đình Xu bây giờ thoáng lắm và rộng nữa. Ngày xưa thì chật hẹp, nhỏ hẹp mà u tối nữa. Bây giờ rất là thoáng luôn. Thì chúng ta đi hết cung đường này xong thì chúng ta sẽ đi tiếp qua cung đường Nguyễn Cảnh Chân nha, để xem những cái hàng quán ăn uống ở đó tấp nập như thế nào ha. Còn đường Trần Đình Xu này thì cũng có vài quán như vậy. Còn quán hải sản lúc nãy em nói thì nó nằm bên đây. Rạn biển 42 Trần Đình Xu. Kế bên đây có cái hẻm. Còn đối diện đây thì có cái hẻm nước đá nè. Hẻm nước đá thì ban đêm có quán phở ha. Quán phở. Đây không biết cô Thủy có gặp ai quen không ha. Ngày xưa thì cô cũ bán chai bên kia đó. Đi dạo phố vòng vòng. Ủa làm gì đây vậy? Làm tóc à? À đi tản bộ. Quay gì vậy? Đang YouTube hả? Hả? Quay đăng YouTube hả? Đi bộ quay luôn. Cái gì? Đi bộ quay luôn. Quay đăng YouTube hả? Ừ. Rồi chúng ta tiếp tục đi ngang quán cô cũ. Dạ. Hồi trước là giữ xe lâu lắm rồi phải không? À, lâu lắm rồi. Làm cho cô cũ lâu lắm rồi. Mấy chục năm rồi. Vậy có chú biết cô Thủy không? Hả? Chú biết Thủy cô, nào? Cô Thủy cháu cô cũ nè. À Thủy... Thủy Đào. Thủy... chắc Thủy bôi vậy đây rồi. Thủy còn cũ. Đây còn ai còn cũ rồi luôn biết. À đó... chú Thủy gửi là thăm tất cả mọi người ở sớm nè. À, à. Thủy hả? À, bữa anh có quay video vòng vòng cho cô Thủy coi à. Gặp mặt bà con á. Cảm động quá trời. Quá trời hả? Dạ, mấy chục năm mà đâu có về đây đâu. Năm rồi, rồi rồi. À, với chú thì ở Đồng Nai rồi, khi về đây thì đâu có ở đây đâu. Thì... Đồng Nai là bên Bắc Hai hả? Dạ. Bên cô Sáu ở đâu? Dạ đúng rồi. Bên cô Sáu hả? Dạ. Cô Sáu ông bên bà B rồi phải không?
không rõ, tới đó không rõ. Với cô Sáu phải không? Chỉ biết cô Thủy. Cô Sáu ở Ba Loạn phải không? Dạ, đúng rồi. Không? Dạ dạ. Có bà cô tôi đó. Vậy hả? Cô ruột á. À. Thì đó bữa quay gặp mấy gì trong xóm phía sau rồi nè. Gặp hết. Không có con nhà bà cô không à. À, không có về nước nhưng mà gặp hết. Thôi con đi chứ. Đi. À, chú khỏe à. Dạ. Dạ. Đi gặp chồng á, đi tham quan á. Tản bộ. Nay rảnh rỗi về sớm. Đó, cảnh buôn bán về đêm nè. Cho cô Thủy xem nha. Cô Thủy hỏi thăm cô hoài. Dạ. Với lại hôm mai mai con ghé hỏi bác mai hai nghỉ hả? Đúng rồi, là hai ngày. Dạ. 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 Cô lặt rau. Rồi, rồi chúng ta đi ra đến đường Đỗ Văn Kiệt, ngày xưa là bến Trương Dương nữa ha. Hướng này là chúng ta về quận nhất, hầm Thủ Thiêm. Bên kia là sông kênh Tàu Hủ. Rồi chúng ta đi hướng này là về quận 5 cầu Chữ Y nè. Buổi tối mọi người tất niên đông vui quá. Đó, bà con đông vui rồi. Chúng ta đi xíu nữa là đến cây cầu Trương Dương, cây cầu bến Trương Dương á. Lâu quá cũng quên tên cây cầu đó là cầu gì à. Rồi chắc em xin tạm dừng cái video tại đây. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những cái video tiếp theo nữa.